Hello anh em, mình là Kiên Mô Tun. Như các bạn cũng đã biết thì xe hoạt động được là nhờ xăng. Động cơ hoạt động được là nhờ dầu. Còn xe có đẹp, xe có nát thì là do thằng cầm lái. Vâng, xin giới thiệu với các bạn. Trên bàn làm việc của mình là có 3 chai dầu nhớt đến từ 3 thương hiệu khác nhau. Một thương hiệu đến từ công ty Yamaha là một bên sản xuất xe. Và họ có đưa ra cái sản phẩm của mình là dầu Yamaha để phục vụ cho những cái chiếc xe của hãng sản xuất để đưa ra thị trường và đến tay quý vị các bạn. Còn một bên mình có 2 chai dầu không thuộc cái thương hiệu sản xuất xe nào, mà nó là những cái thương hiệu mà chuyên sản xuất các loại dầu nhớt để cung ứng cho các thị trường châu Á, châu Âu, châu Phi, nói chung là trên toàn thế giới, để phục vụ cho chúng ta là có nhu cầu về dầu nhớt để đổ vào những cái chiếc động cơ, ví dụ như ở đây là những chiếc xe máy thân yêu của chúng ta. Trước mắt các bạn ở đây là mình có một chai Motul 3100 CV 10W40 M2 Technocytec, là dòng dầu bán tổng hợp. Mình sẽ phân tích từng chai một. Còn tiếp theo là chai Castrol Power Red Racing Formula tăng tốc vượt trội 15W40 4T. Còn cuối cùng là chai Yamaha Yamalube Four Choker Motor Oil API Silver SG 4T 20W40. Ở cái clip hôm nay thì mình xin phép các bạn là chỉ xăm soi giữa chai Motul và chai Yamaha, mình xin phép là bỏ chai Castrol xuống. Ở cái clip sau thì mình sẽ so sánh giữa Castrol và thằng Yamaha xem là đâu là sự lựa chọn phù hợp với những cái chiếc xe với động cơ trên xe của các bạn. Các bạn cũng đã biết ấy, thì thương hiệu Motul là nó có mặt trên thị trường được những khoảng 185 nay rồi. Nó cũng là một cái thương hiệu nổi tiếng thuộc thị trường châu Âu là Pháp. Cũng đã rất nhiều anh em và những cái beater đường dài tin tưởng và sử dụng. Còn một cái chai bên cạnh mình đây là một chai Yamaha, thương hiệu cũng khá là nổi tiếng, cũng được nhiều người biết đến nhờ cái thương hiệu Yamaha chuyên cung cấp các loại xe mô tô cũng như là xe gắn máy được rất nhiều người lựa chọn. Hôm nay thì mình xin phép so sánh và chia sẻ đến các anh em nào mà chưa am hiểu, hoặc là những cái anh em nào đang sử dụng dầu Yamaha chính hãng muốn chuyển đổi cho mình sang một cái loại dầu khác kinh tế hiệu quả và thương hiệu cũng như là sự ổn định hơn những cái chai dầu mà trên xe của các bạn đang đi, ví dụ như chai Yamaha mình đang bày ở đây. Về thông số kỹ thuật, chai 3100 CV 10W40 M2 Technocytec phẩm là SL. Còn một bên là Yamaha API SG 20W40. Thì ở đây thì các bạn cũng thấy ngay là một bên là 10W40, một bên là 20W40, thì cái số 10W và 20W này ở thị trường Việt Nam thì các bạn cũng không cần quan tâm. Nó chỉ nói đến tính chất là đi nhiệt độ âm vào mùa đông, còn ở thị trường Việt Nam mình chủ yếu là nhiệt độ dương nên anh em không cần quan tâm. Anh em chỉ cần quan tâm cái số đằng sau ấy, nó là độ nhớt của dầu. Đó, độ đậm đặc của dầu. Thì cái số 10W40 và 20W40 thì cái độ đậm đặc của dầu là tương tự như nhau. Còn cái chai Motul nó hơn đứt cái thằng dầu Yamaha, nó là dầu bán tổng hợp. Dầu bán tổng hợp là gì? Nó là dầu gốc dầu hay còn gọi là dầu khoáng 50% và dầu tổng hợp cho vào thêm 50% nữa.
thì là đóng trong một cái chai dầu như này thì gọi là dầu bán tổng hợp. Còn cái chai dầu mà 100% tổng hợp thì là dầu gốc dầu cộng với những cái thành phần mà các cái nhà nghiên cứu họ đưa thêm vào để thành một cái dòng dầu mới, nó là dầu 100% tổng hợp, thì cái dòng dầu đấy nó sẽ tương đối là đắt tiền. Còn hôm nay thì mình làm clip này chủ yếu nhắm đến những cái chai dầu mà phổ thông giá rẻ nhưng hiệu quả mang lại là cũng không phải là nhỏ. Đó. Còn cái chai Yamaha nó chỉ là dầu gốc khoáng đó. Dầu gốc khoáng các bạn cứ hiểu nôm na là khi các kỹ sư ở giàn khoan hút dầu lên qua chưng cất được cái dầu như thế nào thì người ta đóng chai như thế. Họ cũng không thêm bớt những cái thành phần gọi là các thành phần phụ gia đó. Thì nói về phẩm chất cũng như là chất lượng thì cái thằng Motul này ăn đứt cái thằng dầu Yamaha ở đây đó. Hôm nay tại sao mà mình lại chia sẻ với các bạn là hai cái chai dầu này mà không chia sẻ những cái chai dầu mà đắt tiền để so với những cái chai dầu của hãng? Thưa các bạn là dầu đắt tiền so với dầu rẻ tiền thì ai cũng biết là dầu đắt tiền nó phải hơn hẳn cái dầu rẻ tiền rồi. Nhưng các bạn nên hiểu một điều như này, dầu đắt tiền ví dụ như kiểu dòng Motul có dầu 300W và thấp cấp hơn một tí nữa là phẩm SN có dòng dầu Hitech 7100. Nhưng chưa chắc đã phù hợp với các bạn. Thứ nhất, không phù hợp về đồng tiền. Thứ hai, chưa chắc đắt tiền hơn đã tốt hơn cái xe vào cái xe của các bạn. Vấn đề là nó có phù hợp hay không. Đó. Còn dầu rẻ tiền hơn mà phù hợp với xe của các bạn, nó vẫn cứ tốt hơn là dầu đắt tiền không phù hợp. Đấy là điều mình muốn nói. Và hơn nữa là ở cái tầm tiền 100k quay đầu chẳng hạn này, các bạn đừng nghĩ là mình có những cái chai dầu mà cao cấp, dầu 100% tổng hợp, mà chỉ được cái những cái dầu mà bán tổng hợp, thậm chí còn không được bán tổng hợp. Ví dụ như những cái chai này nó cũng xịt soát, giá đề xuất bán ra trên thị trường cũng không phải là rẻ, nó cũng loanh quanh, mình không đề cập chính xác, nó cũng loanh quanh 100.000 quay đầu. Còn thằng dầu Motul này giá cũng loanh quanh 100.000 quay đầu, nhưng nó hơn đứt thằng này là nó là dầu bán tổng hợp. Đó, cái tầm tiền dưới 100k bây giờ nó chỉ là được dòng dầu trung bình thôi, trên gọi là đắt hơn những cái thằng dầu rẻ mấy chục k thì không nói. Tầm dưới 100k bây giờ nó chỉ gọi là dầu trung bình thôi. Mình muốn lấy cái dầu trung bình này để so sánh với cái dầu trung bình kia để tìm ra được một cái dầu gọi là phù hợp nhất cho các cái động cơ xe của các bạn. Đó. Vừa rồi là mình đã có cái tổng hợp qua hai so sánh và soi mói hai cái chai dầu, một bên là của hãng chuyên sản xuất xe, một bên là của hãng chuyên cung cấp các loại dầu ra các thị trường châu Á, châu Âu, vân vân và vân vân, để so sánh và tìm ra một cái chai dầu hay nhất, phù hợp nhất với cái dòng xe của các bạn đang đi là dòng Yamaha. Ví dụ là các cái dòng xe Sirius hay Jupiter hay là Xside. Xside thì các đời Xside đều đi được dầu Motul này, đặc biệt là cái thằng 3100 GV này. Thứ nhất, giá hợp lý. Thứ hai nữa là dầu bán tổng hợp. Thứ ba nữa, đi độ ổn định về dầu của thằng Motul này mình khẳng định là hay hơn thằng dầu Yamaha này. Đó, giá thành thì cũng gọi là xem tương đương nhau, nó chỉ nhỉnh hơn nhau 10 20k gì đó. Thì cái này là vì lý do thông tin đại chúng nên mình cũng không công bố giá trên này. Thì anh em nào muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn về giá thì anh em có thể là inbox với mình hoặc là vào Face. Face của mình là Kiên SEM. Hoặc các anh em có muốn comment ở bên dưới thì mình sẽ trả lời trực tiếp. Mình hứa với các bạn là mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Vâng, xin chào các bạn, mình là Kiên Motul. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, đăng ký kênh của mình để nhận được nhiều những cái clip tương tự như này. Mình sẽ còn làm nhiều những cái clip khác, ví dụ như là cái clip sau là mình sẽ làm cái dầu cát trôn này so sánh với thằng Yamaha này, xem đâu là sự lựa chọn. Dầu cát trôn này anh em cũng đã biết, ở thị trường Việt Nam 80% và trên 80% là người ta đi cái thằng dầu cát trôn này đó, nên là dầu cát trôn này thương hiệu cũng rất là nổi tiếng, được nhiều anh em tin dùng và lựa chọn. Nhưng ở cái phân khúc này, ví dụ như có ba chai này đổ vào dầu Yamaha, thì chai nào sẽ phù hợp nhất cho cái xe của các bạn? Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.